Vậy ba của đứa bé đâu? Ba đứa bé đi tàu lớn đánh bắt cá, rồi từ đó tới nay không có thấy về. Trời, bây giờ cô không có nên ra đường. Con bé thì còn rất nhỏ, sức khỏe cô lại yếu, lỡ ẵm con bé đi làm như vậy, có chuyện gì cô tính làm sao? Tôi có bị sao tôi cũng không sợ hết á, tôi chỉ lo cho con tôi thôi à. Cô phải có sức khỏe thì mới lo cho con bé được chứ. À, hay là cô ở lại đây đi, chăm cho con bé lớn, có sức khỏe tốt rồi hẳn đi làm. Nếu như cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì ha. Tôi không có nghĩ ngợi gì đâu. Tôi cũng hơi thiếu thốn, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ, đừng mọc lẫn nhau. Mẹ con tôi thấy phiền anh lắm. Không có sao đâu, tôi giúp cô, rồi cô giúp lại, hai mẹ con cô có thể ở phòng kế bên. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chúng ta là người cùng cảnh ngộ. Thú thật với cô, tôi cũng gà trống nuôi con. Tôi có một đứa con trai, vợ tôi cũng bỏ đi lâu rồi. Gặp nhau là một cái duyên, trợ giúp nhau là cái tình, cái nghĩa. À, nói chuyện nãy giờ mà tôi chưa có biết tên anh. Tôi tên là Ngọc Lan, con gái tôi tên là Thanh Trúc. Tôi là Võ Học. Con bé xinh ha. Anh Trung ơi, hiện giờ anh đang ở đâu? Mẹ con em mòn mỏi mong chờ anh về. Con đang đói sữa, đau ốm. Em chăm sóc nuôi nấng con mà không thể làm ra tiền. Không lẽ mẹ con em sẽ không còn nhìn thấy mặt anh trên cõi đời này nữa? Không, không thể nào như vậy được. Em quyết định sẽ có một lối thoát để mẹ con em tồn tại mà chờ ngày anh về. Lan à, cô chủ. Nè, sao mấy bữa nay á hai mẹ con đi đâu mà cô không có thấy? Cửa thì đóng im lìm như vậy. Dạ, con chuyển vô ở rồi cô. Con qua đây lấy chút đồ, với lại có chuyện gặp cô. Ô, đưa bà bồng với. Ồ, ngoan nha. Ồ, ngoan bà thương nha. Cô ơi, đây là địa chỉ nhà của con. Nếu như mà anh Trung ảnh có về tìm con á thì cô đưa cho ảnh giùm. Ừ, thôi để cô giữ cho. Dạ. Ô, bà thương nè. Ô, ngoan nha con. Nín đi bà thương nhiều nè. Ô. Trung có về tìm con không cô? Không con ơi, cả cái làng này á, ai cũng ngóng trông tin tức của người thân đi biển trên chiếc thuyền của ngày hôm đó. À, cái miếng giấy ghi địa chỉ mà con đưa cho cô á, cô nhớ cất kỹ nha cô. Lỡ anh Trung ảnh về tìm con á, cô giữ mà. Chắc chắn là cô sẽ đưa cho Trung khi Trung về tìm mẹ con của con mà. Ngoan á. Dạ, vậy thì con cảm ơn cô. Nhìn hai mẹ con tội nghiệp quá.
Em có chuyện này muốn nói với anh. Là chuyện gì em nói đi. Con mình cũng đã lớn, em muốn gửi hai đứa rồi đi kiếm việc làm. Một mình anh gánh vác cả gia đình vất vả quá. Không có sao đâu, em không cần đi làm, anh có thể lo cho mẹ con em được mà. Em ở nhà trông hai con là cũng đã đủ mệt lắm rồi. Em sẽ nhận thêm đồ về may, kiếm thêm để lo cho con. Em cứ làm những gì em thích, nhưng không được quá sức. Anh biết sức khỏe của em không được tốt. Có được em làm vợ là anh hạnh phúc lắm. Em hiểu không? Đi em. Dạ, chị cho em khất tháng này đi, tháng này em chưa có tiền. Tháng nào cô cũng khất hoài như vậy. Tôi còn đóng tiền học cho con tôi nữa chứ, lo cho tụi nó tiền học, tiền ăn hàng ngày nữa chứ. Em đi làm mà xưởng chưa trả lương, họ nợ em nên em mới xin chị. Ngày trước hai vợ chồng chú Trung và cô Lan ở đây, chưa bao giờ tôi phải lớn tiếng. Tới tháng là họ luôn đóng đúng ngày và đầy đủ cho tôi. Thôi được rồi, tôi cho khất mấy ngày á. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Nhớ đóng đủ cho tôi nghe không. Chào cô nhận ra con không cô? Cậu là dạ. Dạ con là Trung, chồng Ngọc Lan nè. Trung, trời ơi, Trung chồng Ngọc Lan. Dạ. Hả, trời ơi, cậu đi đâu mấy năm nay mà biệt biệt vậy? Dạ cô ơi, cô làm ơn cho con hỏi, mẹ con Ngọc Lan còn ở đây không cô? Hai mẹ con nó về chỗ khác rồi, nhưng cô Lan vẫn thường xuyên tới đây để thăm dò về cậu đó. Nó mà biết tin cậu về là nó sẽ mừng ngất xỉu luôn đó. Vậy cô có biết vợ con giờ đang ở đâu không? Trước đây mà chú đi mất biệt, cô Lan khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Thôi cậu đi theo tôi vô nhà đi, tôi đưa cho cậu cái tờ giấy mà cô Lan gửi cho cậu á. Đi vô nhà. Dạ, đi. Dạ, lẹ lên cậu. Dạ. Nè ăn đi nè. Giỏi quá. Nè ăn miếng nữa nha con. Sao hả? Đây. À, đứng lại. Chị ơi, cho tôi hỏi. Chị ơi, Ngọc Lan. Anh Trung. Lan. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Anh ta là ai vậy? Anh ta là ai? Ah!
Anh đã luôn sợ, đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó người ấy quay về, gia đình mình sẽ ra sao. Cô Hiếu và anh rất cần em, và hôm nay điều đó đã xảy ra. Hai đứa nhỏ đi ngủ hết rồi hả anh? Ừ, ngủ rồi em. Lan à, em hãy bình tĩnh, từ từ suy nghĩ. Em khóc nhiều như vậy, anh thấy xót lắm. Em không biết phải làm sao nữa. Bây giờ em đã là vợ của anh, thì anh Trung mới xuất hiện. Có ai học hết được chữ ngờ đâu em. Cứ tưởng là anh ấy không quay về nữa, em cũng đã chờ đợi đủ lâu rồi mà. Anh Trung sẽ trách em nhiều. Sẽ không sao đâu, đã có anh rồi mà. Tại sao vợ của tôi giờ đã là vợ của người ta? Em cứ như vậy hoài, sao anh yên tâm đi làm được? Anh cứ yên tâm đi, em không sao đâu. Thôi, để anh lo cho con, em vào nhà nghỉ đi. Em không sao đâu, em có thể trông coi con được. Người đàn bà phản bội, mới đó mà cô đã quên đi lời thề non hẹn biển năm nào với tôi sao? Chúng ta cần nói chuyện. Anh bình tĩnh đi, đừng có buông lời xúc phạm Ngọc Lan như vậy. Cái gì? Xúc phạm cô ta? Anh biết gì về chúng tôi mà nói? Có thể tôi không biết nhiều gì về anh, nhưng với Ngọc Lan thì tôi biết rất rõ. Người đàn bà đó từng là vợ tôi, nhưng bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Tôi không cho anh cái quyền xúc phạm cô ấy như vậy. Thôi đi, hai người đừng có tranh cãi với nhau nữa. Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được không anh? Em có rất là nhiều chuyện muốn nói với anh. Không, cô lại định bị đặt hàng tỷ tỷ lý do cho câu chuyện của cô ngày hôm nay sao? Tôi không muốn nghe. Anh đã đi đâu 3 năm qua? Anh có biết em và con phải chờ đợi anh và sống khổ sở như thế nào không? Nỗi đau của cô thấm tháp gì với sự sống còn mà tôi đã phải đối mặt hàng ngày. Tàu của bọn tôi đã bị một cơn bão đánh chìm, một số người dạt vào bờ thì sống sót. Nhưng sau đó họ đã chết dần, chỉ còn lại tôi. Thứ nuôi tôi sống sót qua những ngày tháng địa ngục đó là hình ảnh của hai mẹ con cô.
trải qua một cuộc sống khủng khiếp, đánh đổi cả mạng sống của mình, chiến đấu với đại dương. Cuối cùng tôi cũng đã về được tới đất liền, hy vọng gặp lại vợ con. Vậy mà cô đã làm cái gì vậy? Sao cô có thể tái hôn dễ dàng như vậy được? Chuyện không có dễ dàng đối với Ngọc Lan như vậy đâu. Anh đừng có hiểu lầm cô ấy. Em đã chờ đợi anh, ngày nào em cũng ra biển để ngóng chờ anh trở về. Cô đúng là người quá tệ bạc. Tôi đã yêu và tôn thờ cô, vậy mà cô đã giết hết tất cả hy vọng của tôi. Giờ thì tôi không còn hy vọng gì để sống nữa. Nó là con gái tôi. Đúng rồi. Đây là Thanh Trúc. Em đã đặt tên con đúng ý mà anh muốn đó. Đúng rồi, Thanh Trúc. Cha này con, lại đây với cha. Lại đây với cha này con. Nín đi con, nín đi con. Nín nha. Ba mẹ ở đây nè, ba mẹ ở đây nè con. Có mẹ đây nè con. Nín nha con. Ngoan ngoan. Nín đi. Nín nha con. Ba mẹ ở đây nè con. Đừng khóc nha. Nín đi con. Nín. Ngoan ngoan nha con. Ba nè. Nín. Giỏi, ngoan ngoan nha. Nín nha con. Ngoan. Nín nha. Nín. Nín ba thương. Ngoan nha con. Trúc có ba đây nè. Cả đời vì cô, sao cô lại phản bội tôi? Tôi hận cô. Anh hiểu được sự đau khổ và dằn vặt của em. Nếu bây giờ em quyết định ra đi, anh sẽ không cản. Mặc dù quãng đời còn lại, Anh sẽ phải sống trong sự thương nhớ em. Anh nói đi, bây giờ anh phải làm sao cho trọn tình trọn nghĩa? Khó lắm. Em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bây giờ em quay về với ba của Thanh Trúc, liệu giữa hai người có còn tình yêu đẹp như ngày xưa không? Anh ấy có thể tha thứ cho em khi mà biết em đã từng sống chung với anh không? Nhưng nếu em không quay về, anh Trung anh ở ngoài kia bơ vơ một mình ảnh. Còn bé Trúc nữa, nó cũng cần phải có sự chăm sóc của cha ruột nó.
còn có biết Hiếu nữa. Nó sẽ ra sao nếu mà không có em? Nhất định anh sẽ không làm khó em. Anh sẽ nghe theo mọi quyết định của em. Em xin lỗi anh. Vậy con Thôi, đây là chiếc khăn mà mẹ thay cho con nha. Lúc nào nó cũng phải ở trên cổ của con nha. Thôi mà. Thôi được rồi, để mẹ lấy sữa cho con uống nha. Xin lỗi anh, em không thể. Vì anh Trung đã trở về. Má xin lỗi con trai. Lúc nào má cũng coi con là con ruột của mình hết. Có chuyện gì vậy? Cô có thấy anh Trung ảnh về đây không cô? Không, từ hôm mà cô đưa cái giấy địa chỉ nhà của con cho Trung á là nó đi luôn rồi, nó không có về nữa. Chết rồi, anh bắt con gái của con đi rồi. Hả? Cái gì? Sao nó lại bắt con gái của mình? Cái thằng này á. Chuyện dài dòng lắm. Cô ơi, bây giờ nếu mà anh Trung ảnh có bồng con bé về đây á, thì cô nhắn là anh chờ con nha. Cô sẽ đi với hai cha con anh. Được. Dạ, vậy nha cô. Con đi đi. Dạ. Dạ, cô ơi, cho con hỏi, cô có thấy đứa bé trong hình này không cô? Tôi không có thấy. Dạ, dạ cảm ơn cô. Chị ơi, chị có thấy đứa bé nào giống như trong hình này không? Tôi không thấy, cô hỏi người khác đi. Hỏi bên đây. Mấy anh ơi. Dạ, mấy anh ơi, có thấy đứa bé nào giống như vậy đi là không? Dạ không, không thấy cô ơi. Hỏi cô này xem anh. Chị ơi, chị có thấy đứa bé nào giống như trong hình không chị? Không thấy đâu cậu. Đi em. Cả ngày rồi em không ăn gì hết. Ăn miếng cháo đi em.
Em không thể ăn uống được. Làm sao mà em ăn nổi khi nghĩ tới con em nó đòi em chứ. Bây giờ em không chịu ăn uống gì hết, làm sao có sức khỏe đi tìm con chứ. Tại sao anh Trung lại làm như vậy? Anh chỉ biết trách móc mà không thèm nghe em giải thích một câu nào. Anh nghĩ có lẽ là anh ta yêu em quá nên đâm ra hận thù. Em và con của em không đáng bị như vậy. Tại sao anh nỡ lòng nào chia cắt hai mẹ con em chứ? Tội nghiệp hai đứa nhỏ quấn quýt nhau, giờ mỗi đứa một nơi. Em sẽ đi tìm con em bằng bất cứ giá nào. Anh sẽ đi cùng em, anh không thể để em đi một mình được. Nhưng mà còn bé Hía thì sao anh? Mình đâu thể nào bắt con chịu khổ với mình được. Em cứ yên tâm, bé Hiếu anh sẽ đưa về gửi chị Hai chăm sóc. Rồi sau đó anh nghĩ làm, anh với em phải tìm cho bằng được bé Trúc. Đời này kiếp này em mắc nợ anh nhiều quá. Anh thương em, anh sẽ làm tất cả vì em, miễn sao em được hạnh phúc, đối với anh vậy là đủ rồi. Em yên tâm đi. Ăn miếng đi em. Tôi bán căn nhà này cho chị, tôi cũng tiếc lắm. Tiếc cái gì? Nhưng mà không còn cách nào khác. Tiếc cái gì mà tiếc? Nhà cũ kỹ xuống cấp trầm trọng như vậy mà tiếc cái gì? Dạo gần đây vợ chồng tôi có việc, không có ở nhà thường xuyên nên không có thời gian dọn dẹp, nó mới cũ kỹ xuống cấp như vậy. Nếu chị đồng ý, ngày mai tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục, rồi sau đó sẽ đưa chìa khóa nhà cho chị. Thôi được rồi, mai gặp. Tôi về đây. Vì em mà anh phải bán căn nhà này. Nhà cửa tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, không có tiền mình còn có thể làm ra. Mất cái tình sâu nghĩa nặng thì tìm đâu ra chứ em. Bao lâu nay anh cùng em tìm Thanh Trúc mà không có thấy tâm tích gì hết. Không biết là cha nó đưa đi đâu, rồi có biết chăm sóc nó hay không. Em đừng có lo lắng mà Lan. Bản năng của người làm cha làm mẹ, ông trời đã phú rồi, nhất định anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho bé Thanh Trúc. Em nhớ con quá. Thời gian qua mình đã mắc nợ một món tiền khá lớn. Mình bán xong căn nhà này thì sẽ trả hơn được một nửa. Còn một chút mình về quê nội của thằng Hiếu, vừa buôn bán vừa tiếp tục tìm con nha em. Em không biết phải trả ơn anh sao nữa. Vợ chồng mà, nói chi hai từ ơn nghĩa hả em. Em phải mạnh mẽ lên, phải hy vọng có một ngày nào đó tụi mình sẽ tìm được con. Tội nghiệp thằng Hiếu, vì chuyện này mà nó cũng bị bỏ bê. Em thương con quá. Câu chuyện của vợ em là vậy đó. Bây giờ tụi em quyết định về đây sống, sau đó buôn bán để lo cho thằng Hiếu ăn học, và nhất là phải tìm được con gái của Ngọc Lan. Thiệt là tội nghiệp cho mợ. Cái người đáng trách là cha con bé, sao mà cố chấp như vậy. 3 năm trời không biết người ta làm gì, sống ra sao với đứa con mọn trên tay. Ngày đó em bị ngất xỉu trước nhà anh học, cũng may là có ảnh cưu mang mẹ con em, chứ nếu không
Em cũng không biết mẹ con em có sống tới giờ này được không nữa. Cũng là phận phụ nữ với nhau. Nghe qua chị rất là thương em. Thôi như vậy nè, hai vợ chồng về đây ở. Cái nhà này là của ông nội thằng Hiếu để lại. Hai vợ chồng về đây sống, rồi chị bày cho buôn bán trái cây. Dạ, nếu được như vậy tụi em mừng lắm. Tụi em cảm ơn chị hai đã thương và thông cảm cho hai vợ chồng tụi em. Nói thiệt, lúc cậu lấy má thằng Hiếu, cả gia đình không ai đồng ý. Mà đúng như vậy, nó thấy em nghèo mà đành đoạn bỏ đi, thiệt là đoán hậu hết sức. Giờ gặp mợ, thấy mợ hiền lành nhân hậu, lại thương yêu con chồng, chị cũng yên tâm. Em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Chỉ cần mợ ăn ở phải đạo, biết thương yêu cha con nó, mợ muốn gì cũng được. Chị dễ tính lắm. Dạ. Thôi, hai vợ chồng mệt rồi, xuống tắm rửa đi rồi chị dọn cơm cho ăn. Dạ. Dạ. Đầu từ ngày hôm nay, coi như Ngọc Lan đã chết cùng với người chồng trước và đứa con nhỏ. Kể từ ngày hôm nay, coi như Ngọc Lan đã chết, em sẽ đổi một cái tên mới và sống một cuộc đời mới với anh. Cho dù em mang một cái tên nào khác thì anh vẫn mãi thương em. Hãy gọi em là Bích Hiền. Bích Hiền, anh thương em. Cầu nguyện đi con trai. Cầu nguyện đi con. Dạ. Hôm nay má thằng Hiếu nấu món bò kho thơm quá. Hôm nay là sinh nhật của con, má cố tình nấu món bò kho mà con thích đó. Dạ. Thôi hai mẹ con ngồi đi, để anh qua mời chị hai với thằng Mót. Dạ. Thôi mời. Cô hai qua rồi nè. Cô hai qua kìa con. Dạ. Dạ, con chào cô hai mới qua. Ừ. Dạ, mà anh Út Mót đó rồi cô. Thôi kệ nó đi con, nó đi chơi chưa có về. Nè,
Hiếu à. Dạ. Bữa nay sinh nhật con á, cô chúc con á thông minh, sinh nhật vui vẻ. Dạ. Rồi học giỏi. Dạ. Mau lớn nghe con. Dạ, con cảm ơn cô hai. À, nhớ bí mật, chưa có được mở bây giờ, tối vô buồn rồi mở nghe con. Dạ, con cảm ơn cô hai. À, giỏi. Con, hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của con. Ba má chúc con học giỏi, có hiếu và đẹp trai nha con. Dạ, con cảm ơn ba má. Ừ, ngồi đi. Cái thằng út mót này, sinh nhật của em nó mà nó cũng bỏ đi chơi nữa. Cái thằng đó vậy không á, kệ nó đi em. Ăn xong chút nữa anh sẽ chở hai mẹ con đi chụp hình làm kỷ niệm nha. Dạ, quen hô ba. Thôi ăn đi kẻo nguội. Anh. Ừ. Giao xong chuyến hàng này rồi nghỉ nha, đừng có đi nữa đó. Được rồi, để anh giao xong nhanh nhanh rồi anh về ha. Ủa mà em có thấy thằng Hiếu đâu không? Đi học về rồi chạy qua nhà cô hai chơi với thằng mót bệnh á. Vậy hả? Thôi anh đi nha. Dạ. Đi cẩn thận nha anh. Ừ, anh biết rồi. Tèo, chuyện gì vậy con? Cậu ba bị tai nạn ngoài đường kìa. Hả? Trời ơi, ở cậu đâu ba? Vậy? Bà ba đi theo cậu con ba đi. Ơi, trời ơi, ba thằng yêu ơi. Tỉnh lại đi ông Học ơi. Cậu ba, sao không? Trời ơi, tỉnh lại đi ba. Anh Học ơi. Cậu ba, anh Học ơi, có sao không vậy? Cậu ba, anh ơi, có sao không ơi? Có sao không vậy? Anh Học ba. Anh Học ơi, tỉnh lại cậu đi. Cậu ba ơi, cậu ba. Làm em sợ. Trời ơi, em tôi. Chị cái gì kìa? Cái gì kìa con? Con lấy cái túi cho hai bà kìa. Anh ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy ba thằng yêu? Cứu lên đi anh, em đưa đi bệnh viện liền. Nó mua trà táo đỏ cho em nè. Cậu ba, trời ơi em tôi. Trời ơi. Có ai đó không? Bà con của bác ơi, có ai đó không? Cứu giúp em tôi. Rồi cứ cứu lẹ đi. Dạ, cứu đi lẹ. Cứu lẹ lên. Có ai đó không? Tình yêu. Bà con của bác anh ơi. Anh ơi. Anh Học. Sao anh bỏ mẹ con em ra đi đột ngột như vậy? Làm sao con với em sống mà không có anh? Cậu thiệt là tệ vậy đó. Bỏ đi mà không nói câu nào hết trơn. Má ơi, vậy là ba sẽ không bao giờ về với má con mình nữa phải không má? Còn má đây, má sẽ ở bên con suốt đời. Má sẽ yêu thương con nhiều hơn để bù đắp sự mất mát này của con. Má, con lại ba rồi đi ngủ đi con. Dạ. Ngủ.
Ngủ đi con. Dạ. Ở đó 49 ngày của cậu ba rồi. Má con em không hề tin anh đã chết. Cứ như anh đang ở đâu đó một lúc rồi về.